anh Vũ. Ừ, chào Minh Châu. Hôm nay anh Vũ tới sớm dễ sợ luôn á. Ừ, có ý định gì không vợ? Có, anh cũng có ý định đó. Anh chuẩn bị sẵn cái nguyên liệu. Chẳng qua là có một cái vị khán giả nữ rất trung thành với chương trình gửi email về là nhờ tư vấn về bố ăn đó mà. Ồ, vậy thôi chút nữa em đọc ha. Bây giờ mình chào quý vị khán giả đã nha. Rồi. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Anh Vũ nói như vậy làm em cũng hồi hộp quá. Em đọc cái email đó được không? Rồi được, em đọc email cho quý vị khán giả cùng nghe đi. Dạ. À, đây là email của chị Hà. Dễ viết như thế này: mỗi mùa Noel cả nhà tôi đều sum họp với nhau cùng ra nhà hàng ăn những món ngon theo kiểu Tây mừng Noel. Năm nay tôi lại muốn tiết kiệm nên quyết định không đưa cả nhà ra ngoài ăn nữa. Đồng thời tôi muốn tự tay chế biến một món thật ngon, thật hấp dẫn, phù hợp cho mùa Giáng sinh để đãi cả nhà cũng như thể hiện tình cảm của mình với các thành viên trong gia đình thông qua món ngon đó. Xin chương trình giúp tôi làm một món ngon như vậy. Xin chân thành cảm ơn. Wow. Chị ấy đang rất là băn khoăn về một món ngon cho Giáng sinh. Đúng cái dịp này thì anh Vũ lại chuẩn bị ra tay, thật là phù hợp đúng không nào? Vậy thì anh Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng món ăn kiểu Tây để tư vấn cho chị Hà chưa? Ừ, sẵn sàng rồi em à. Đến với chương trình hôm nay thì anh sẽ giới thiệu một món ăn rất là thơm, ngon, mới lạ, đảm bảo phù hợp với dịp lễ Noel cũng như là dịp lễ của người phương Tây. À, món ăn của chúng ta có tên gọi là bò cuộn sốt lá quế. Thưa các bạn, tuy là món Tây và là món đại tiệc, tuy nhiên nguyên liệu thì rất là dễ tìm các bạn à. Chúng ta còn có 250g thịt bò phi lê, 6 miếng thịt ba rọi muối, 20g lá quế tây, tỏi băm, phô mai bột, mùi tạc vàng, hạt điều băm, một số gia vị thông thường và hạt nêm Ajinomoto. Trước tiên là chúng ta phải làm sốt lá quế trước. Và công thức sốt lá quế tây này cũng là một cái tạo nên cái hương vị đặc biệt cho món ăn của mình. Trước tiên thì chúng ta sẽ cắt nhỏ lá quế tây này. Chúng ta cắt nhỏ để cho vô máy sinh tố xay cho nó dễ nha. Anh ơi, em thấy mình cắt nhỏ là được rồi, mình ăn sẽ còn giữ được cái vị của cái lá quế, sao mình phải xay nữa hả anh? Ừ, không đâu em à, tại vì đây là cái sốt đặc trưng trong ăn, cho nên em muốn cái lá quế á nó ra hết cái hương vị, cho nên anh phải dùng máy sinh tố anh xay mới được. Dạ, em cảm ơn anh. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là sẽ xay hỗn hợp có lá quế tây với lại một cái máy xay sinh tố để cho mùi thơm của lá quế được tỏa ra triệt để nhé. Và anh cho vào trong một gói máy xay như vậy. Rồi chúng ta cho tiếp vào đây 30g hạt điều sấy băm nhỏ. Và anh cho vào đây 10g phô mai bột, nửa muỗng cà phê muối và 3 muỗng canh dầu ăn. Cuối cùng anh cho vào đây khoảng 1 muỗng cà phê tỏi băm. Anh Vũ ơi, mình xay trong khoảng bao lâu và xay nhuyễn luôn hay là sao? Đúng rồi, cái này mình phải xay cho thật là nhuyễn. Dạ. Giờ anh thấy điều rồi đó Minh Châu. Anh múc cái này ra chén. Tới thịt bò phi lê, anh cắt ra những cái lát mỏng như vậy. Kế tiếp là anh dùng búa đập thịt ha. Anh thò lên trên miếng thịt ít nước để khi đập thì búa không bị dính ha. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ thoa một ít nước lên mặt thịt để khi chúng ta đập thì búa không bị dính thịt quý vị nhé. Tiếp theo là anh sẽ ướp thịt bò với lại ít hạt nêm Ajinomoto ha. Anh sẽ phết đem ít cái mùi tạc vàng như vậy, chút xíu thôi nha các bạn. Cuối cùng là chúng ta phải cho vào đây cái sốt đặc biệt của mình, đó là sốt lá quế tây. Chúng ta cũng cho một lớp mỏng như vậy, có màu xanh đây. Đó, anh sẽ cuốn trước cho bạn trước. Và đây anh sẽ cho như đây, cuốn từng miếng một như vậy nha. Rồi anh dùng cái tăm ha, anh định hình lại, giáp mí lại cái miếng thịt ba rọi này như vậy. Dạ. Bây giờ em giúp anh bắt cái chảo lên đi Minh Châu. Dạ. Rồi bây giờ em bật bếp lên cho nó nóng ha. Anh cho thêm ít dầu thôi. Dạ. Chúng ta chán cho đều cái chảo như vậy. Dạ. Anh ơi, có lưu ý gì khi mình chiên không anh? Có chứ em à. Tại vì cái này khi chúng ta áp chảo, chúng ta chiên thịt á, chúng ta cho một ít dầu vô. Tuy rằng trong cái thịt ba rọi muối này em đã có mỡ rồi, nhưng mà cũng phải cho một ít dầu như ban đầu. Để như vậy thịt ba rọi chúng ta sau khi chiên xong á, được vàng và giòn hơn. Rồi em canh giúp anh nha. Em để lửa nhỏ từ từ cho thịt ba rọi tươm mỡ ra hết nha. Dạ. Và đây là cái món này là anh mình nên ăn chung với lại muối chiên chanh ha. Dạ. Chúng ta chiên làm sao mà thấy thịt ba rọi muối ở ngoài là vừa vàng, là ở trong cũng là vừa chín luôn rồi đó em. Mình nhớ nên rút tăm ra. Dạ. Như vậy nha. Dạ, và mình bày lại lên trên dĩa. Wow. Và sau cùng mình cho một cái cọng lá quế tây ở trước như vậy nha. Rồi xong. Đây, để một miếng
gặp các nhỏ mình nhé. Rồi, này. Dạ, em cảm ơn anh Vũ nhiều nha. Quả thật là món ăn này rất là lạ miệng. Và nếu như mà trong dịp Noel à, hay là những dịp lễ mà chúng ta làm món ăn này để đãi khách á, thì chắc chắn là những thực khách đến nhà là không muốn về luôn đó anh Vũ à. Mà em có biết không, món này sẽ rất là ngon khi chúng ta nhấm nháp cùng với bếp rượu vang đỏ trong một bữa tiệc Noel với những ngọn nến lung linh thì thật sự là cảm thấy rất là ấm cúng đúng không nào. Trong không khí này mà anh Vũ miêu tả như vậy thì làm sao chúng ta lại còn có thể ở ngoài đường được nữa đúng không ạ? Phải nhanh chân về nhà ngay để sum họp với những người thân của mình để chào đón một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Và Minh Châu tin chắc là tất cả quý vị khán giả của chương trình cũng đã rất sẵn sàng những thực đơn của mình để có thể phục vụ những người thân yêu nhân dịp lễ Noel. Và Minh Châu hy vọng là cùng với chương trình ngày hôm nay với món bò cuộn sốt lá quế thì quý vị khán giả của chương trình đã có thêm một gợi ý nữa. Và chúng tôi cũng xin chúc quý vị khán giả có một mùa Giáng sinh thật là an lành, hạnh phúc với những người thân yêu của mình. Và nhớ đừng quên đồng hành cùng với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày thông qua những cách vô cùng quen thuộc, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc là số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 0838237557. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có một kênh liên lạc rất đặc biệt dành cho quý vị, đó là website mongonmoingay.com. Nếu như quý vị không thể theo dõi được chương trình thì hãy lên trang web này để có thể xem lại tất cả các chương trình đã được phát sóng quý vị nhé, hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại và chúc quý vị một lần nữa một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc ạ.